Sáng ngày 4 tháng 5 tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, gần 100 phóng viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được tiêm vaccine COVID-19. Đây là các phóng viên đã theo sát các hoạt động phòng chống dịch bệnh của thành phố từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, có mặt ở tất cả các khu vực, từ điều trị cách ly đến các khu tập trung, các bệnh viện dã chiến, góp phần vào kết quả chung của công tác chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 56.000 liều vaccine được Bộ Y tế phân bổ trong đợt này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tiêm cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, làm việc ở khu vực nguy cơ cao như nhân viên y tế, nhân viên sân bay, lực lượng vũ trang, phóng viên. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 3 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 45.102 người. Các trường hợp có phản ứng sau tiêm đều được theo dõi và hiện tất cả đều ổn định.